có nghe thấy quạt gió không? Em dí hẳn gần rồi các bác mới nghe thấy. Nha. Êm du luôn. Êm du luôn ạ. Chào đón các bác đến với con đầy EDS HA300MK2. Con này bao cho bác phang bát 30 thoải mái. Nếu mà hát gia đình, các bác còn vẫn có thể phang bát 40 được. Còn nếu như ra sân khấu sự kiện thì em không dám bảo đảm bát 40 cho các bác. Gia đình thì ok. Chưa, bát 30 đấy ạ. Em mới mở volume mức trên vang lúc 12 giờ. Còn đây mới nhích lên có tí này. Đấy. 9 giờ này. 9 giờ là to lắm này. Phải nói là độ êm của nó thì quá tuyệt vời. Êm du rồi các bác ạ. Con này bao cho các bác gia đình đánh chơi bát 430 thoải mái. Và đặc biệt là con này nhạc nghe rất là hay. Nghe nhạc hay và hát cực kỳ hay ạ. Hay ở đâu ạ? Hay nó nằm ở đây này. Hay ở đôi 468 con tụ lọc này. Con tụ lọc này bằng mặt luôn nhé, bác nhìn nhé, đây này. Nó bằng luôn này. Bằng thước, nó thấp hơn một tí thôi. Gần bằng mặt luôn đấy. Riêng tất cả những dòng đẩy này càng nhiều tụ lọc các bác càng thích cho em. Nghe càng ấm càng hay. Con này trưa nay em đã có rơi clip giới thiệu cho các bác rồi. Nhưng mà nhiều bác muốn quay. Và đặc biệt là con em này thì nó có hai cổng canon rắc đực và rắc đều có được cái đều cắm được. Được giới thiệu vào. Ngoài ra bên loa cũng vậy. Các bác có thể cắm dây trực tiếp vào đây. Hoặc là rắc bắp chuối hoặc là cái rắc cắm loa đây thoải mái. Đều có rắc. Được chưa? Phải nói luôn là nó quá đẹp cho các bác. Và nội thất như thế này thì không thể chê được rồi. Mặt mũi thì không chê được rồi bác nhá. Mặt phay nhôm trắng luôn. Rất là sang trọng. Bởi vì là cái phần về hình thức nên quan trọng lắm. Bác nào muốn dép dàn karaoke có hết, karaoke vang đẩy có tất cho các bác. Cái gì cũng có. Mức giá thì bao cho các bác. Rẻ, mềm, hay nhất. Đây. Đôi loa này 7,9 triệu. 7,9 triệu ạ. Như MC. Con này có clip khui hàng cho bác rồi. Củ phân tần rất là khủng. Em mở một loa cho bác nhé. Một loa này. Nghe đã phê rồi. Mới có mở có một loa đấy các bác ạ. Riêng con này em bao cho các bác bao cả hay luôn. Bởi vì là đẩy nó rất là nhiều loại đẩy. Có những con đẩy thì nó chỉ làm cái nhiệm vụ là xác định đẩy to mồm lên thôi. Nhưng cái chất âm nó không được mềm mại, không được ấm áp. Nhưng con đẩy này thì rất là hay luôn. Bởi vì là tụ lọc nó rất là nhiều. Nó phải có thực mới vực được đạo cơ, chứ không nói phép được gì.